Sau khi có thông tin giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 31 tháng 5, khu vực nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố, Cầu Móng cùng các tuyến phố khu vực trung tâm thành phố như Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi vắng hơn so với thường ngày sau khi quyết định giãn cách xã hội được đưa ra. Chiều 30 tháng 5, trước giờ giãn cách xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh, các hàng quán đã bắt đầu dọn dẹp để tạm dừng hoạt động, nhịp sống thành phố trở nên chậm rãi. Từ 0 giờ ngày 31 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp dụng chỉ thị 15/2020 trên địa bàn thành phố. Riêng quận Gò Vấp phong tỏa theo chỉ thị 16/2020 trong vòng 15 ngày. Theo đó, để đảm bảo giãn cách xã hội, lây nhiễm giữa cộng đồng, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu người dân hạn chế tối đa ra ngoài trừ những trường hợp thật sự cần thiết. Theo phóng viên ghi nhận, trên dọc các tuyến đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, xe cộ thưa thớt người qua lại. Trên tuyến đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, bình thường vào giờ cao điểm chật cứng như nêm, nhưng giờ đây lại thông thoáng, vắng bóng xe cộ. Tại công viên Gia Định, quận Phú Nhuận đã bắt đầu dựng rào chắn, giăng dây và dán thông báo tạm ngưng hoạt động. Các cửa hàng, quán xá tại thành phố Hồ Chí Minh cũng chuẩn bị dọn dẹp, đóng cửa. Do đã có kinh nghiệm từ trước, người dân thành phố Hồ Chí Minh rất bình tĩnh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tuân thủ tốt lệnh giãn cách xã hội. Nhịp sống của thành phố Hồ Chí Minh giờ đây trở nên chậm rãi, vắng vẻ. Việc giãn cách xã hội sẽ giúp kiểm soát hiệu quả các trường hợp lây chéo giữa người với người, triệt để dập dịch, không để dịch COVID-19 bùng phát trong cộng đồng. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về vlo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.